không có bị dập đó rồi mình nhúng lại cái atonix rồi mình cầm vô cái xá giá ế dừa ha. Tại vì cái vĩ của em á em bỏ hết trơn rồi cho nên là em không có vĩ nha mọi người. Nếu mà có vĩ thì mọi người cứ cắm vào cái vĩ ương của mình ha. Thì cứ cắm như ở trên clip của em nha. Thì cái này cái công đoạn này nó cũng giống như cái công đoạn đó mà mình cắm đọt cái cây vạn họ vậy mọi người, rất là dễ luôn. Mình sau khi mình cắm xong á thì mình cứ để trong mát giùm em đi để khoảng tầm ba bốn ngày gì đó và nhớ mình nhớ giữ cái độ ẩm cho nó nha còn những cái mầm đọt đó, còn lại á mọi người thì em sẽ bấm cái đầu nụ ha để cho những cái nắp của cái cây nó sẽ phát triển nữa và em sẽ bắt đầu nhân giống thêm nữa ha thì cái này em sẽ nhân giống nối tiếp hay chứ không